Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Corasop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam, nên Corasop 24 giờ luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc. À, đem đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm rất là hữu ích cho gia đình của chúng ta hay là nó rất là nó là một món quà rất là ý nghĩa nếu chúng ta mang đi tặng những người thân những đồng nghiệp hay đối tác của chúng ta đó chính là cao sâm hữu đôi vâng và các bạn có thể nhìn thấy trong một hộp gỗ này thì sẽ có hai hộp cao sâm nó còn có một cái tên gọi rất là chiều mến đấy chính là cao sâm hoàng đế và hoàng hậu hàn quốc vâng à, tại vì sao như thế đúng không ạ trong một gia đình chúng ta thì luôn luôn có bố và có cả mẹ vậy thì bố thì sẽ dùng cao sâm hoàng đế còn mẹ thì sẽ dùng cao sâm hoàng hậu vậy thì tác dụng của cao sâm hoàng đế và cao sâm hoàng hậu có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta thì bây giờ Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên kể à, cả bạn sử dụng cả cao sâm hoàng đế lẫn hoàng hậu thì điều đầu tiên phải nói đến đấy là nó sẽ giúp chúng ta phục hồi cơ thể, tăng cường sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch trong cơ thể chúng ta, giúp cơ thể chúng ta chống lại được các tác nhân độc hại hay các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài điều thứ hai đấy là khi chúng ta sử dụng uh, cao hồng sâm hàn quốc thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta uh, giảm được các tỷ lệ cholesterol cũng như triglyceride xấu trong cơ thể nên ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch huyết áp cao mỡ máu hay là sơ vữa động mạch vành vâng. Và đặc biệt là khi chúng ta sử dụng cao sâm hoàng đế và hoàng hậu thì nó sẽ kích thích hoạt động của enzyme liên quan đến sự thoái trào ethanol và acetaldehyde nên giúp giảm các triệu chứng về các bệnh về gan như viêm gan, sơ gan, men gan cao hay chức năng gan gan kém. Chính vì vậy khi chúng ta sử dụng cao sâm hoàng đế hoàng hậu sẽ giúp chúng ta có một lá gan khỏe mạnh hơn đối với các đấng mày dâu thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu, thường xuyên phải tiếp khách chủ... The... Um những hợp đồng thì chúng ta phải sử dụng rượu bia rất là nhiều vậy thì khi các anh sử dụng cao sâm hoàng đế sẽ giúp các anh có một lá gan khỏe mạnh hơn còn đối với những người phụ nữ thì sao ạ khi chúng ta sử dụng cao sâm hoàng hậu với chức năng như ngọc hoa vừa mới nói thì chúng ta sẽ có một làn da đẹp mịn màng không mề đay không mẩn ngứa và giảm cản mụn trứng cá bởi vì các bạn cũng biết là hầu như mụn trứng cá thì không phải chỉ đơn thuần đấy là do những vết bẩn trên da của chúng ta không mà đôi lúc nó sẽ còn là do cơ thể của chúng ta quá nóng dẫn đến là chúng ta sẽ bị mụn trứng cá. Vâng và điều đến đáng phải nói nhất đấy là khi mà chúng ta sử dụng cao hồng sâm sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi ngăn ngừa stress và giúp chúng ta an thần tập trung được hơn vào công việc nhất là đối với phụ nữ làm văn phòng khi chúng ta phải liên quan đến các uh, Vấn đề về giấy tờ như là những ai mà đang làm ở trong ngành kế toán hoặc là làm trong ngành ngân hàng đúng không Chúng ta thường xuyên phải làm việc về giấy tờ và các số liệu rất là nhiều. Thế thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu thì sẽ giúp chúng ta tập trung hơn trong công việc và đạt được hiệu quả tốt hơn và đặc biệt hơn nữa đối với các anh nếu như chúng ta sử dụng một cốc cao hồng sâm hoàng đế mỗi buổi vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn um, giúp bổ thận tráng dương uh, cải thiện chức năng sinh lý của các anh và làm cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta ngày càng thêm êm ấm và đặc biệt hơn nữa là trong cao hồng sâm hoàng hậu đây là dành riêng cho chị em phụ nữ nhé vì cao hồng sâm hoàng hậu được nói là một sản phẩm dành riêng cho chị em phụ nữ chúng ta bởi vì trong cao hồng sâm hoàng hậu có thành phần đương quy nó đáng giá như sâm nhé các bạn nhé nó đáng giá như sâm dành cho phụ nữ thành phần đương quy đấy sẽ giúp chúng ta điều hòa cơ thể và đối với những ai mà đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc sau mãn kinh cơ thể chúng ta thường xuyên bị bốc hỏa da khô sạm hay là rụng tóc rất là nhiều thế thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu thì sẽ giúp chúng ta điều hòa cơ thể đối với các trạng thái như chúng ta ở tiền mãn kinh và sau mãn kinh. Còn đối với những ai mà chưa ở trong giai đoạn đấy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng hậu sẽ giúp chúng ta điều hòa kinh nguyệt và giảm chứng thống kinh tức là những cơn đau khi chúng ta đến kỳ kinh nguyệt. Và trong cao hồng sâm hoàng hậu thì có thêm cả tinh chất mật ong cũng lẫn như là hà thủ ô nên sẽ giúp trẻ hóa làn da cho chúng ta, giúp chúng ta À, giúp cho làn da của chúng ta hồng hào, mịn màng, căng bóng, giảm các vết nám, tàn nhan và đồi mồi. Đặc biệt là hà thủ ô thì sẽ giúp cho chúng ta có một mái tóc đen và mượt hơn. Vâng, đấy là toàn bộ những công dụng của cao hồng sâm hoàng đế và hoàng hậu mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe. Vậy thì làm cách nào để sử dụng cao hồng sâm hoàng đế và hoàng hậu một cách hiệu quả nhất thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn nhé thưa các bạn đây chính là hũ hồng sâm đôi achimadang của chúng ta như các bạn có thể nhìn thấy ở mặt phía bên trên của hộp là được khắc họa một bức tranh rất là đẹp gồm có một cây tùng và những chú hạt đang bay dưới ánh trăng và phía bên bốn góc bên cạnh thì đều có họa tiết rất là đẹp mắt và chúng ta sẽ nhìn phía mặt trước của hộp sẽ là hai chú hạt đang bay và các bạn nếu như để dưới ánh sáng là chúng ta có thể nhìn thấy có sự thay đổi màu sắc ở hai chú hạt này nó đổi màu bảy màu đấy các bạn à, mặt khóa thì sẽ là một chú rùa vàng có cái mai đỏ và đen chữ khóa được tinh điêu khắc rất là tinh xảo và chắc chắn à, chúng ta sẽ nhìn xuống dưới đáy hộp nhé ở dưới đáy hộp sẽ được in toàn bộ bằng các văn bằng chữ hàn cổ phía mặt đằng sau của hộp nào chúng ta sẽ cùng xem tất cả cái hộp này nhé phía mặt đằng sau các bạn có thể nhìn thấy bản lề cũng được in rất là đẹp mắt và ngay phía mặt đằng sau này các bạn sẽ, sẽ nhìn thấy là trọng lượng của sản phẩm là gồm có hai hũ và mỗi hũ 500g và ở đây nó đều có thành phần của mỗi một loại cao hồng sâm hoàng hậu hay hoàng đế Cũng như là các thành phần dinh dưỡng bên trong Các bạn có thể check mã vạch ở đây Và chúng ta có thể ngoài mã vạch thì chúng ta còn nhìn thấy được cả mã QR Cũng như là hạn sử dụng của sản phẩm à, Ngay phía trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hồng Có những củ hồng sâm và nấm linh chi Cùng với tên của sản phẩm ACHIMADANG LESGISENGO Bây giờ Ngọc Hoa sẽ cùng mở cái hộp này ra cho các bạn xem đây, Bên trong các bạn có thể nhìn thấy tất cả các sản phẩm của đang đều có một tờ giấy có đầy đủ giấy công bố cũng như là đăng ký về chất lượng của sản phẩm Và đây cũng là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ Phía trên nắp của hộp cũng sẽ có văn bản bằng chữ Hàn Cổ như các bạn nhé và chúng ta sẽ cùng xem bên trong của cái hũ sâm này như thế nào à, các bạn thấy là họ đóng gói rất là cẩn thận à, có những lớp xốp rất là dày để chống xốp để tránh khỏi vỡ đổ vỡ đây chính là một món quà rất ý nghĩa để chúng ta dành tặng bố mẹ của chúng ta cũng như là dành tặng các đối tác đồng nghiệp đây chính là cao sâm hoàng hậu ở mặt trên của nắp thì các bạn có thể nhìn thấy là bông hoa cúc màu vàng rất là đẹp Hộp có màu xanh ngọc Đấy, Được in họa tiết rất là đẹp mắt Còn bên này chính là cao sâm hoàng đế Thì uh, trên nắp của hộp cũng được in hình bông hoa mà màu nâu Vậy chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Chúng ta sẽ sử dụng đấy là bác các bạn có thể nhìn thấy cái thìa này Mỗi một lần chúng ta sẽ dùng một cái thìa này chúng pha chúng ta lấy ra và pha với 50 đến 70 ml nước ấm sau đó các bạn sẽ ngoáy đều cho tan tan vào chúng ta uống Chúng ta nên uống sau khi ăn sáng từ 30 đến 45 phút Và các bạn nhớ là không uống cao hồng sâm vào buổi tối Vì nó sẽ gây cho chúng ta mất ngủ Còn nếu chúng ta uống vào ban ngày thì nó sẽ điều trị cho được chúng ta chứng mất ngủ Vâng vậy là Ngọc Hoa vừa mới hướng dẫn các bạn về cách sử dụng cũng như giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của cao hồng sâm Hoàng đế và Hoàng hậu 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình bạn. Đấy là tiêu chí tạo nên uy tín và danh dự của Cora Shop 24 giờ trên thị trường Việt Nam suốt 8 năm qua. Để xây dựng nên uy tín của Cora Shop 24 giờ thì chúng tôi luôn luôn có những chính sách đặc biệt dành cho khách hàng. À, điều thứ nhất là nếu khi bạn đặt hàng thì bạn sẽ nhận được hàng một cách nhanh chóng. Nếu bạn đang ở nội thành Hà Nội thì bạn sẽ được nhận hàng trong vòng 24 giờ kể từ giờ mà bạn đặt hàng tức là một ngày làm việc các bạn nhé. Còn nếu như mà các bạn đang ở ngoại thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ ngày bạn đặt hàng và cora shop 24 giờ thì luôn luôn có những chuyên viên tư vấn rất là tận tâm tận tình có thể tư vấn các bạn trên 24 trên 24 bất cứ lúc nào bạn cần tìm hiểu về sản phẩm hay là về sức khỏe của bạn làm cách nào để sử dụng sản phẩm một cách đúng nhất hay là bạn có thể sử dụng sản phẩm nào phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại của bạn nhất và điều đặc biệt hơn nữa đấy là cora shop 24 giờ luôn luôn cam kết với các bạn về chính sách hàng hóa tức là trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng, nếu như kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi mà bạn phát hiện ra hàng của chúng tôi không đúng với những gì mà bạn xem ở video này thì bạn sẽ được đổi trả hàng và bồi thường tiền ngay lập tức nhé. Ngọc Hoa nói lại cho các bạn nghe nhé Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng Kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi Nếu như bạn phát hiện ra là hàng mà bạn nhận được Từ Coral Shop 24 giờ không đúng với những gì mà bạn xem tại video này Thì bạn sẽ được bồi hoàn tiền và trả lại hàng mà không mất đồng phí nào Ngay lập tức nhé các bạn nhé và làm thế nào để chúng ta có một sản phẩm ý nghĩa như thế này để dành tặng cho bố mẹ, cho người thân hay những đối tác đồng nghiệp của chúng ta thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn ba cách đơn giản nhất. Cách thứ nhất, đấy là các bạn hãy gọi điện theo số hotline 0979 149 256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn nghe toàn bộ về sản phẩm Cao Hồng Sâm Đôi Hoàng Đế Hoàng Hậu 6 năm tuổi của Hàn Quốc. Uh, hay là tư vấn cho các bạn về các uh, chế độ ăn uống dinh dưỡng làm sao hợp lý nhất cho sức khỏe của mình Cách thứ hai, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video, kích vào đường link ở phần mô tả đó là các bạn sẽ truy cập được ngay vào website mươi 24 h com Ở website bạn có thể đặt được hàng ngay lập tức và rất nhanh chóng. Cách thứ ba là các bạn hãy qua siêu thị Hàn Quốc mươi 24h tại Hà Nội để nhận được nhiều chương trình ưu đãi và phần quà hấp dẫn hơn nữa vâng chỉ với ba cách đơn giản đấy thôi là chúng ta đã sở hữu được một sản phẩm cao hồng sâm hữu đôi hoàng đế hoàng hậu của hàn quốc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và một cuộc sống bình an để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm cao hồng sâm hoàng đế hoàng hậu của Hàn Quốc, các bạn hãy tích vào phần danh sách phát phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên đăng ký kênh ở phía bên dưới kèm theo một quả chuông nhỏ để nhận được những thông báo mới nhất tại Cora Shop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh.